Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là 3 dũng sĩ và 2 can trường nha. Với Warwick, Garen, Darius, Bobby và Mocha 1 sao nha mọi người. Và từ đầu game đến tận bây giờ, không phải là mình không đếp máu được nha. Tại vì lúc đầu game có hai công thần kia, ông lấy luôn hai cái lõi kim cương, khế ước quỳ dữ anh em ơi. Ông đẩy máu lobby thì thôi chứ. Anh em nhìn kìa, top 6 là 62 máu, top 5 là 67, top 4 là 68 và mình top 3 là 74 máu nha. Top 3 74 máu mọi người ơi, rất là không may luôn á, tầm rau 2 chấm như thế này. Nhưng mà cũng khá là khó hiểu thôi, tại vì từ lúc đầu đến tận bây giờ luôn á là hai ổng chưa gặp nhau một lần nào cả. Chứ nếu như mà gặp coi một người nha mọi người á, phải cất bước ra đi. Nhưng mà không hiểu sao luôn á, không có gặp. Với lại là nếu như mọi người chưa biết á, thì bây giờ cái lượng kinh nghiệm cần lên được level á, nó sẽ tăng đều thêm mỗi cấp nha. Cấp càng lớn á, kinh nghiệm cần càng cao. Nên nếu như mọi người bây giờ lên được level thì cần phải bỏ ra một lượng tiền lớn hơn, thời gian lớn hơn. Và nếu như mà chơi lõi khước quỳ dữ á, thì cần phải bỏ ra một lượng máu lớn hơn nha mọi người. Và lúc đầu game á, là mình cũng đang có được một cái lõi kim cương rất là ngon luôn. Đó chính là hộp quà Pandora kim cương nha. Nó sẽ cho mình một cái trang bị ánh sáng nha mọi người. Cũng như nó sẽ đổi lại tất cả trang bị mỗi round. Nhưng mà trừ dép thiên nhiên nè, đập đồ, tách đồ hoặc là Neko ha. Vậy hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm, phải gọi là rất là nhiều luôn á. Đó chính là Garen Full Zeke nha mọi người. Hiện tại là mình cũng đang rất là muốn làm Garen 3 cùng đao á. Nhưng mà mình hứa với mọi người luôn á, nếu như mà làm Garen 3 cùng đao tại server BBE này, Mình nghĩ luôn là không có lọt được top 4 luôn á. Tại vì bên đây người ta đánh căng lắm anh em ơi, không phải là bình thường đâu. Người ta đánh rất là hạt nha, không phải là làm đồ dị như mình đâu á. Nên nếu như mà muốn làm đồ dị thì chắc là mình phải đợi về Việt Nam thôi nha mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ phá lệ một chút nha. Mình không phải là làm Garen đồ dị, nhưng mà mình sẽ cho nó càng nhiều dây kia là càng tốt. Tại vì nếu như mọi người chưa biết thì Garen tốc đánh càng nhiều, xoay trong chống che càng nhanh nha. Lõi thứ hai tiếp tục là lõi vàng à. Tiếp tế trang bị, lắp kính nhắm và cái lõi kia nó không có độ tài luôn anh em. Cái đầu xanh rau muống đấy chứ. Ấn can trường và một cách sardin nữa, khá là cùi á anh em. Thôi lấy cái này đi, được thêm quà với lại là một cái trang bị lớn, một ảnh trang bị nữa. Những cái lõi mọi người thường thấy ở mùa 8, mùa 7 thì bây giờ nó có 3 bậc luôn nha. Bậc kim cương thì mọi người đã thấy rất là dễ rồi, như là mấy trúng thưởng nè, thăng cấp nhanh nè, hoặc là các kiểu đó, rồi khu đồ hiệu nữa nha mọi người. Còn bây giờ nó có cả bậc bạc với lại là bậc vàng mỗi lõi nữa, khá là ảo Masukula luôn. Và hộp quà Pandora này cũng là như vậy nha. Hồi trước á chỉ có hộp quà Pandora bậc bạc thôi, bây giờ có bậc kim cương nữa, bậc vàng nữa nha mọi người. Mình nhớ không nhầm bậc vàng là cho được thêm 3 mảnh trang bị với lại là một lần đổi lõi sau á. Còn bậc kim cương nó cho mình luôn một cái trang bị ánh sáng khá là ngon. Đây ông này chưa Jerry 4 tiền, Achot 5 tiền, Seiju 4 tiền, Jesu 4 tiền, Ugok 4 tiền. Trời ơi, ai mà chơi nổi anh em. Đó, một lần thua từ đầu game mới tận bây giờ thua nguyên sàn không à. Lúc đầu game chắc chắn là thua nguyên sàn nha mọi người, nếu như mà ai xui gặp phải hai công thần này. Mà mình vẫn không hiểu nha, tại sao ổng chưa gặp nhau luôn á. Gặp rồi anh em ơi, gặp rồi. Rao trước mới gặp xong, cái ông này mất chuỗi thắng rồi nè, ok. Nhưng mà vẫn chưa đi. Tại vì cái lõi khế ước quỳ dữ này nè, nó sẽ cho mọi người hồi lại được 3 máu mỗi rau á. Nếu như mà cộng dồn thì đây cũng là một lượng máu khá là ok luôn, để mà có thể đếp máu tiếp tục. Hơn á, tại vì rau 2 chấm hai ổng không gặp nhau, chứ nếu như mà gặp nhau sớm mà đi hết cả hai rồi, hài cốt thật luôn á chứ. Đây, hiện tại là mình vẫn đang chờ cái này nó ra mình một cái trang bị hồi phục đi. Để chờ Garen nó có hồi phục một tí nè em ơi. Thấy nó xoáy mà không có hồi máu, nhìn nó đù lá. Và nếu như mọi người chưa biết thì cái con Garen này không phải là một cái vị tướng tăng cơ nha. Hồi lúc đầu mình chơi là mình cũng tưởng là như vậy nè em ơi. Mình cũng tưởng Garen là tăng cơ, mình lắp đồ full tăng cho nó mới tấu hài. Chứ mà ai ngờ giờ chờ hồi á, với lại là bấm vào cái build đồ của nó thì mình mới biết Garen là full damage. Không phải hẳn là full damage như mọi người, mà kiểu như là cái tướng cận chiến gì á, nó vừa đam nó vừa tăng được, có thể lắp được cho nó những cái trang bị như là quyền năng khổng lồ, giáp lửa các kiểu cũng rất là ok nha, hoặc là giáp máu nữa. Nhưng mà nếu như mà tính ra đúng á thì nó là một cái vị tướng đam chính á, lắp cho nó full tốc đánh, full đam vật lý và có cả hồi phục một tí thôi là nó xoáy thật sự là không chịu một cái phát nào cả.
và nó có một cái nội tại rất là hay nha, tốc đánh càng cao xoáy càng nhanh nha mọi người, gọi là chống chống che của Nobita luôn đó. Nên ơi, hiện tại là mình không muốn build được gì cho con Garen này cho lắm, mình đang muốn cho nó cầm những cái trang bị nào mà chuẩn tí á, có sát thương nè, có hồi máu và có tốc đánh nha. Còn những cái trang bị xung quanh á, như là con tướng đứng ở hai cạnh bên đó mọi người ơi, thì mình sẽ cho nó càng nhiều dây kê là càng tốt. Và tối đa dây kê mình có thể cho nó cầm á, đó chính là 6 cái dây kê nha. Con bên phải 3 cái, con bên trái 3 cái nha mọi người ơi, tổng cộng là 6 cái. Thì mỗi cái tăng lên tới toàn là gần 30% tốc đánh nha. Đây cũng là một cái lượng tốc đánh khá đáng kể rồi đó. Anh em nhân 6 cái lên coi, cũng tăng tốc đánh kinh phết đó mọi người. Ấu trộm ăn tối à, không ngon cho lắm. Mình đang rất là cần một là huyết kiếm, hai là kiếm súng, còn cái thứ ba nếu như mà nó ra được đó chính là quyền năng khổng lồ nha. Còn nếu như mà cái này nó ra cho mình cuồng đao ánh sáng thì mình cũng gọi là phân vân đó mọi người. Nếu như mà thật sự nếu mà nó ra cho mình cuồng đao ánh sáng thì mình cũng phân vân phớt đấy, không biết có nên chơi hay không. Ông này là Beautiful nuôi khủng long. Nói chung là cái tộc hệ này cũng đã bị nớp khá là nhiều rồi. Goren xoáy được hay không đây? Xoáy đó bạn. Nói chung là bây giờ Garen một sao mà nó còn chứa trang bị chuẩn anh em ơi thì rất là yếu luôn á. Ây da. Sao cái lượng máu của mình nhìn nó không ổn cho lắm anh em ơi. Sao bây giờ mình bắt đầu gọi là xuống dưới đáy xã hội rồi ta. Mấy sao bằng cái ông kia rồi. Ổng là lõi khứ quỷ dữ anh em. Là ổng mỗi rau họ được thêm 3 máu á. Bây giờ mình bằng ổng rồi thôi. Chết rồi. Kiếm súng á. Ô ngon á anh em. Chắc lắp luôn nha. Chứ bây giờ mà mình đang chấp một cái lõi kim cương luôn á. Thật sự luôn. Nếu như mà mình đang không lắp trang bị ánh sáng á, là mình đang chấp luôn một cái lõi kim cương đó. Ok. Kiếm Garen 2 coi. Khổ quá mà. Ui tướng 5 vàng quá đời heo. Level 7 á anh em. Rally. Đường Kassete ngon nè. Có đề mai xe luôn nha, 4 dũng sĩ, 3 đề mai xe và 2 can trường. Ông này cũng là nuôi khủng long. Tướng đam chính là AZ 4 vàng đang cầm hai cái trang bị lớn. Thập tử nhất sinh với lại là thăng cấp nhanh nè. Ui, Garen 2 trang bị ánh sáng nè mọi người ơi. Bá đạo hột me hột mít luôn á chứ, vải trưởng. Mình lắp cho em nó là một cái kiếm súng ánh sáng, đồ random từ cái lõ đề mai xe nha, từ cái tộc hệ đề mai xe nó cho mình luôn là một cái kiếm súng luôn. Rally. Ui mạnh ác anh em ơi, đúng là lắp cái trang bị chuẩn, có hai trang bị ánh sáng cực kỳ đẹp luôn thì đúng là Garen một sao, nó cũng mạnh luôn á chứ. Rồi bắt đầu lên hương nó nha mọi người, bắt đầu mạnh dần đều đó. Đó nếu như mọi người chưa biết á thì cái tộc hệ đề mai xe này nó sẽ cho tướng mạnh nhất trong đề mai xe nha cầm một cái trang bị ánh sáng nha. Nhưng mà trang bị ánh sáng này á, nó sẽ luôn luôn là trang bị chuẩn nha mọi người. Giả bộ Java nó là full tăng, lúc là full phép hồi mana. Và con Garen này mọi người thấy không, nó toàn ra là full đam vật lý với lại là hồi phục không à. Đấy nên có một cái điều đó chính là Garen là tướng đam chính chứ không phải là tăng cơ chính nha. Lúc đầu cái mình chơi mình cũng tưởng vậy anh em ơi. Lúc mà mấy cái ngày đầu chơi á, cũng tưởng Garen là tăng chính, ai ngờ là đam chính anh em. Ai biết được đâu. Úi rồi, kiếm mép nó ra kìa. Vãi trưởng thật á chứ. Ok lắp liền luôn cho em nói nha. Gần được 3 dây kia rồi anh em ơi. Mình chỉ sợ không đủ trang bị để mà lắp thôi. Đây rồi Garen 2 sao. Tại vì nếu như mà muốn lắp 6 dây kia thì mình phải cần được tận 6 trang bị lớn và 18 mảnh trang bị nhỏ nha. Đây là một lượng trang bị phải gọi là cực kỳ khổng lồ luôn rồi đó. Không biết có đủ hay không à. Tại vì cái hộp quà Pandora chắc chắn luôn là nếu như mà chỉ cần cho mình thời gian thôi thì sẽ có thôi. Nhưng mà có đủ cái lượng trang bị để mình cho nó random hay không là một cái câu chuyện khác. Garen xoáy nè, ác chưa em ơi. Quyền năng ánh sáng nha, kiếm súng ánh sáng nha. Còn nó xoáy cơ. Ui what the hell, ác thật. Vừa xoáy e vừa tích tách của cuồng đao anh em, lỗ thật sự. Ui vãi anh em ơi. Garen xoáy e nhưng mà vẫn kích thọt đòi đến thường nha. Nó vẫn tích cuồng đao lên rất là nhanh luôn á. Mình thấy một cái sự khác biệt giữa có cuồng đao và không có cuồng đao, giữa có dây kê và không có dây kê nha mọi người. Đây rồi, tụ đội nữa mà. Cái lõ này sinh ra giống như là để cho mình chơi Garen luôn á anh em.
Đúng, thật sự là như vậy luôn á. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Uầy, nó ra cái lỗ đúng đẹp luôn. Tụi đội anh em ơi, thêm một cái gì kia nữa. Ngon lành cành đào luôn, cái gì nữa. Và con Garen này carry thì mọi người bắt buộc luôn phải đi cho một cái combo hệ, đó chính là dũng sĩ nha. Tại vì cái hệ dũng sĩ này nó sẽ giúp cho Garen là nó vừa tăng mà nó vừa trâu, mà nó còn đam nhiều nữa. Tại vì cái hệ dũng sĩ này á, nói chung là máu mất càng nhiều, nó không liên quan tới cái phần trăm máu nha mọi người. Nó chỉ cần là mất máu càng nhiều thì chống chịu sát thương á, nó càng lớn thôi. Kiểu như là sắp chết thì bật dậy thôi anh em ơi, khả tử hồn sinh á. Đây bẻ gì kìa, Garen hai kiếm súng ánh sáng. Nó xoáy tới stat cuồng đao lên. Ủa, 13 stat rồi nè, 14 rồi nè, 15 rồi nè, 16, 17, 18, 19, 20. Nó tích phải gọi là như hắc luôn anh em. What the heck. Uầy. Ủa. Ê. Garen đúng lỗi luôn. Garen đúng lỗi luôn á. Nếu như mọi người có cơ hội chơi đựng Garen này á, thì mình nghĩ là nên chơi thử một lần nha. Nên chơi thử anh em ơi. Rồi xong 4 cái dây kia nha. Cái này cố lắm á thì mình sẽ lắp được 6 cái dây kia nha mọi người. Nhưng mà cũng hơi khó đó. Cũng hơi khó thật sự. Tại vì nếu như mà chỉ trông chờ vào mỗi con Garen carry thôi á thì cũng khá khó. Đây, cộng thêm một lần xoáy cho mỗi 50% tốc đánh cộng thêm. Thời gian hiệu lực coi là 6% tốc đánh và cộng thêm 4% phép nha mọi người. Cái này có nghĩa nó xoáy càng lâu dựa theo tốc đánh, dựa theo phép. Và xoáy càng nhiều dựa theo tốc đánh nha mọi người. Còn xoáy có đâu hay không là dựa theo sát thương vật lý nha. Đấy. Trời ơi, nó xoáy rồi em ơi. Chống hết cả mặt, ngoài ngoè đây. Galio bay sao với chúng tôi à? Nghe nói là cũng trâu đấy. Biết Garen chưa? Xoáy nè. Trời. What the fuck. Uầy. Mình hứa với mọi người luôn, mình chưa thấy Garen nào bị, mà nó bị điên như vậy luôn á. Điên rồi anh em. Nó điên chắc luôn rồi đó. Mình xoáy. Nó xoáy mà mình không còn thấy cái kiếm. Cái kiếm của nó quay luôn mà. Thiệt luôn chứ, nếu như mọi người mà quay được cái server BB này, hoặc là nếu mà về Việt Nam thử á, thì nên test thử Garen này trước đó nha. Nó vừa mạnh mà vừa tấu hài nữa. Chơi rất là hài cốt nha mọi người. Ngon lành cành đào luôn rồi đó. Hiện tại là mình cũng đang roll nó tầm level 7 nha, để kiếm Garen 3 sao á. Ui, nhìn cái lobby nè, cái lượng máu người này em ơi. Ui, căng thật. 4, 8, 13, 16, 18, 22, 23, 24. Máu rất là đều luôn á anh em. Từ top 2 trở xuống luôn á nha, là chỉ cách nhau một trận thua. Còn top 1 thì mình nghĩ là cũng không giữ được bao lâu nữa. Còn 54 máu à, thua tầm 2 trận là xuống đáy xã hội luôn, chơi luôn. Garen, Garen 6 con. Cái này mà mình không có bung tiền sớm lên được Garen bay là mình đi luôn á nha anh em. 23 máu thì nó mà thua được tầm 2 trận nữa là đi luôn á. Siwan, Luke, Carry, hên quá, ông này mình nghĩ là mình thắng được, ông top 1 nè. Ông top 1 bung tiền rồi nhưng mà chưa lên được Luke 2 sao thì đi rồi đó ông nội ơi. Trời ơi, Garen 2 trang bị ánh sáng full hồi phục anh em ơi. Một cái kiếm súng ánh sáng, một cái huyết kiếm ánh sáng. Mọi người nên nhớ nha, trang bị hồi phục như là kiếm súng hoặc là huyết kiếm á, được thay đổi bằng là hồi phục toàn phần nha mọi người. Wow, phải trưởng bất tử luôn á chứ. Con Garen này đúng bá luôn á. Và nếu như mọi người mà xem tới hay, hãy đừng quên để làm một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất, động lực phải gọi là siêu lớn luôn á. Hiện tại lịch đăng video của mình sẽ là từ 2 tới 3 cái một ngày nha. Đây có đây lần tiếp nha mọi người, cứ đợi cho nó random ra thôi biết sao giờ. Garen nào bạn ơi. Tarik 2 sao nè. Mình không chơi. Garen đâu rồi? Không ra thật luôn á. Ê, không lên đường Garen bay là mình đi á nha, thiệt. Tại vì tướng ba vàng càng về cuối game á, nó sẽ càng đuối anh em. Ui, sao Darius ra nhiều vậy? Đây rồi, Garen 7 con anh em. Có cơ hội. Hợp lý. Mà cũng khá là ảo á, level 7 lúc đầu game á, mình có được cả Santa tướng 5 vàng luôn.
ngon lành ác. Xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoáy đều những vòng xoay. Ôi, cái sinh tư nó đóng kìa anh em, 3 sao nè, 3000 sát thương chuẩn luôn, ác thật sự. Rồi một ông đã phải ra đi, 1 máu 4 máu 7 máu 11 máu 17 máu, hoài máu căng thật. Ok, nút cái rau này nha mọi người, thì mình sẽ bung hết tất cả tiền của mình đang có luôn và roll kiếm Garen 3 nha. Nếu như mà qua rau này á, mình không làm được Garen 3 sao á, thì rất có khả năng luôn cái rau sau mình sẽ thua đó. Tại vì bây giờ anh em cũng lên được một cái phơm bài. Ui, nhìn cái hôm này nè, Exodia 5 vàng 2 sao, 4 vàng 2 sao cũng như kích hoạt luôn một cái lõi thập tử nhất sinh nha. Bây giờ ổng mạnh thì đừng hỏi vì sao luôn anh em. Rau sau không lên được Garen 3 là mình thua chắc. Nếu như mọi người có ý tưởng gì hay muốn mình làm thêm á, hãy đừng quên bình luận ngay ở phía dưới nha, để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người và thực hiện thêm từng cái một nha. Đây rồi, 35 vàng bắt buộc là phải ra nha. Không ra là mình đợi đi đó. Come on, Garen đâu rồi? Garen đâu rồi các bạn? Hai con nữa anh em ơi. Hai con nữa không ra thật luôn. Ở đây, một con cuối cùng anh em. Trận này không có Neko nha, nên roll khá là khó, khá là khoai luôn. Ông này là AZ, Luke, Javan, Nazareth tướng 4 vàng full 2 sao nha mọi người. Level 7 hơn 40 vàng. Tại vì ông này là lấy cái lõi khước và giữ á, nên ông cũng đang solo roll nó tầm level 7 thôi. Cho nên nếu như mà lên level 8 mình đâu có đủ máu đâu. Thắng nổi chúng ta. Nổi chúng ta. Come on. Được á. Được á. Ui khó anh em ơi. Mình biết ngay mà. Qua cái round này mà không lên được Garen 3 là tỷ lệ thua cực kỳ cao luôn. Tại vì người ta bây giờ toàn tướng 4 vàng không à. Khó chơi. Ok, đợi thêm một cái dây kia cuối cùng nha anh em. Thiếu một cái kiếm bếp cuối nữa. Mình đang khá là phân vân. À đây rồi. Ok anh em. Đỡ lo, Garen 3 sao, hai kiếm súng ánh sáng, 5 cái dây kia. Hiện tại là mình đang khá là phân vân á, không biết nên lắp đồ cho con Nazareth hoặc là Cassante hay không. Tại vì 15 máu mà thua một trận đó là đi luôn á anh em. Ê, ghê quá. Nên lắp lóc không ta? Chắc là phải lắp đồ anh em ơi. Chắc là phải lắp đồ á. Nếu như mà không lắp là đi á. Nhìn gớm mồm luôn. Garen 3, xoáy đi bạn. Xoáy đi bạn. Đúng rồi, đúng rồi. 17 stat, 18, 19, 20, 21, 22. Đếm đều nào. Đếm đều nào. Lúc cúng với chúng tôi nè. Orin nào với chúng tôi nè. Xây anh tướng 5 vàng à. Garen bất tử luôn anh em ơi. Garen bất tử luôn. Lúc đúng là lên được 3 sao nó là một cái sự khác bọt. Ây da, ông này hên vậy còn đúng một máu kìa. Nếu như mọi người có bất kỳ một cái ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Tại vì tất cả bình luận của mọi người á, mình đã đọc được hết cả. Và mọi người nào muốn theo dõi thêm những cái thông tin mới nhất vào mùa 9 á, hoặc là những cái phơm bài mà meta leo răng khi mà nó về Việt Nam á nha, cũng như là những cái thử thách đồ gì á, thì hãy đừng quên để làm một cái đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Động lực siêu siêu lớn luôn á. Ui, nhìn cái ông này gớm quá đi em. 5 vàng full 2 sao còn có thêm cái quả mà thập tử nhất sinh nữa. Nhìn thôi, lóc anh em ơi. Trận này có lóc nè. Bạn đổ hộ mình cái, bay vết. Bay lên nào, mình cùng bay lên. Ok, để cùng xem thử Garen có con được anh này. Ông này không đây. Level 9 á, Garen. Level 9 đối đầu với lại là level 7 nha mọi người. Xoáy nè. Được nha anh em. Ui xồi. Đừng đi mà. 5 máu anh em ơi. Đúng là vẫn hơi quá sức thật. Đúng là vẫn hơi quá sức thật sự anh em à. Level 7 đối đầu với level 9 mà ổng còn full là một cái phơm bài 5 vàng 2 sao cũng như là thập tử nhất sinh nữa. Thì đúng là hơi quá sức thật sự.
Mọi người nên nhớ nha, ở cái mùa này á sẽ không còn lõi tướng 1 vàng, 3 vàng, 4 vàng, 5 vàng carry nữa nha. Chỉ còn lõi tướng 2 vàng mà chỉ có 5 con thôi nha mọi người. Nên cũng khá là khó cho những cái form bài mà tướng 3 vàng carry như thế này. Và cuối game thì chắc chắn rồi nó sẽ hơi đuối so với những cái form bài khác á. Hiện tại là mình vẫn đang chờ tiếp tục thêm một cái kiếm bếp nữa nha, để mình lắp luôn là 6 dây kia nè em. Ôi, còn mảnh đồ cuối cùng nãy giờ nó chưa ra là sao ta, khó dịch ta. Ngoại trừ cái ông đó thì cái ông kia mình ăn được, mình nghĩ là mình ăn được, không phải là quá mạnh. Đây, cái ông này hồi nãy là Garen 2 sao á, mình còn xém thắng chứ nói gì bây giờ là Garen 3 sao mà còn là lóc thêm con Azir của ổng nữa. Đấy, xoáy đây, xoáy đây. Đúng rồi, đúng rồi, càng xuống luôn bạn ơi. Ui, mặc dù bị choáng nha, nhưng mà Garen vẫn xoáy nè em ơi. Không thể nhùng chân được. Level 7 nè. Khế ước quỷ dữ nè. Đi luôn, đi luôn. Khế ước quỷ dữ nè. Vâng, và còn hôm nay đúng một máu. Khá là khó nè em ơi. Mình nghĩ là mình top 2 rồi đó. Hôm nay mạnh quá. Cái lốc của mình thì không biết tác dụng được bao nhiêu, nhưng mà nhìn cái form bài của ổng kìa anh em ơi. Kai'Sante, Bevet, Achok, Heimerdinger, Full 2, Thập Tử Nhất Sinh. Top 2 chắc rồi, chơi ông nổi em. Và nếu như ở trong mùa hè này á, mọi người là muốn có thêm những cái đồ để mặc đi chơi các kiểu á, đồ đẹp nha anh em ơi, đồ chất lượng nha. Và tất nhiên rồi là độc quyền, không đụng hàng, thì hãy đừng quên ghé qua cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em hãy cố gắng đặt trước tầm vài ngày đi, để mà có thể nhận được kịp hàng để mà đi chơi, cũng như là đi về quê nè, đi du lịch nè, hoặc là đi học lớp với bạn bè các kiểu á. Thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả cũng như phần bình luận á nha. Anh em thích đó thì có thể vào ủng hộ cho mình một vài cái nha. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều. Cái này chịu không nổ anh em ơi. Garen mặc dù xoáy rất là căng. Ê từ từ, chưa biết. Garen 1v9 được hay không đây? Xoáy rất là căng nha mọi người. Come on. Ui trời, xém tí nữa thì mọi chịu. Ông này quá mạnh đi. Ok, vậy GG mọi người nha. Bye bye cho tất cả mọi người nha. Hiện tại cửa hàng BNU Store của mình đang có tận gần 50 mẫu quần và áo khác nhau, để cho mọi người có thể gọi là thỏa sức lựa chọn. Áo thì có áo wash long cổ tròn, polo wash long, áo túi hộp, áo dây chuyền siêu chất luôn. Và tất nhiên rồi, rất là nhiều mẫu độc quyền luôn, chỉ có tại BNU Store nha. Quần thì có rất là nhiều mẫu mã nha mọi người. Và mình xin hứa luôn, bên mình bán chất lượng không bán thương hiệu, nên mọi người có thể an tâm trải nghiệm nha. Tại vì chất lượng làm nên uy tín mà, đúng không mọi người? Nên nếu như mọi người có nhu cầu hoặc là muốn ủng hộ cho mình thêm thì đừng quên cửa hàng của mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha. Và nếu như mọi người chưa biết, hiện tại là mình cũng đang có một cái chương trình, đó chính là tặng quà cho tất cả hóa đơn mọi người mua tại cửa hàng BNU Store này. Một cái phần quà liên quan tới tựa game đó cho chân lý mùa 9 nha mọi người. Mùa 7 mình cũng tặng, mùa 8 mình cũng tặng, và chắc chắn rồi mùa 9 không thể thiếu ha.